Còn về phần dân chúng mình, nhất là ở ngoài Bắc, nếu mà chưa có dấu hiệu này thì nên lấy ra đeo. Dấu hiệu này nó sẽ cứu những người có hữu duyên khi mà bom đạn có thể hỏa tiễn của Trung Cộng nó thấy cái dấu này của cha của Thượng Đế nó nể á nghe. À, nó quay như vậy nè. Thì năm 1979 cái dấu hiệu này ra đời, lúc đó Trung Cộng tấn công miền Bắc nước Việt. Thì hôm nay Trung Cộng tấn công Đài Loan, cái dấu hiệu này sẽ cứu được những người có hữu duyên nếu mà Trung Cộng nó chấm tọa độ mà đi lạc vô Hà Nội á, thì nên lấy đeo, dầu sao đeo cũng đâu có sao đâu, mà cứu được mạng á của cái thời này. Thuyền Bát Nhã, đó là cái clip này kiệt nhắc như vậy.